Thời gian qua, thành phố Châu Đốc luôn chú trọng đến công tác quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, tạo thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ngay từ đầu năm 2024, thành phố Châu Đốc tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý xây dựng trên địa bàn. Hiện thành phố Châu Đốc đang tích cực chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các công trình trọng điểm mang tính động lực như hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm như đường D kênh Hòa Bình, các công trình trường học nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Sương Nguyệt Anh đến Louis Pasteur, khởi công xây dựng mới các dự án trung tâm hội nghị thành phố Châu Đốc, kè chống sạt lở bảo vệ thành phố Châu Đốc thích ứng biến đổi khí hậu đoạn từ công viên 30 tháng 4, khách sạn Victoria Hạ tầng kỹ thuật công viên văn hóa núi Sam xây dựng bia kỷ niệm thay thế đài liệt sĩ. Bến tàu du lịch thành phố Châu Đốc nâng cấp cải tạo công viên 30 tháng 4, duy tu các tuyến đường Phạm Văn Bạch, tuyến đường Lê Lợi, đoạn Nguyễn Văn Thoại, Trương Nữ Dương, nâng cấp láng nhựa đường kênh đào, đoạn kênh tư đến kênh 7 và đường Tha La, đoạn kênh đào đến quốc lộ 91. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế du lịch địa phương như công trình xây dựng tượng Phật Thích Ca cao 81 m để đảm bảo tiến độ các dự án và nâng cao chất lượng các công trình, thời gian tới, thành phố Châu Đốc tiếp tục triển khai công tác kiểm tra chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng, nhất là chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án công trình trọng điểm, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024.